Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và kế bên mình xin giới thiệu bạn đó chính là Mèo Simmy và Sammy Đào. Ta-da. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè, mình sẽ gọi là thực hiện một cái thử thách của anh em nha. Dạo gần đây trên kênh của mình có rất là nhiều bạn comment bảo mình là anh ơi, anh hãy làm thử thách về đồ ăn đi. Vậy cho nên là hôm nay các bạn nhìn trên bàn nè, đó, có rất là nhiều đồ ăn luôn bạn ơi. Và trong cái đống đồ ăn này nó có một cái đặc điểm rất là giống nhau đối với bạn, đó là gì nè. Bạn nào biết thì nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Ok, các bạn có 5 giây để bình luận nha. 5 4 3 2 1. Ok rồi, mấy bạn đã biết được gọi là trong đây gọi là nó có gì gọi là đặc biệt chưa nào. Rồi mình sẽ nói cho bạn biết luôn nha. Đó chính là tất cả những món ăn trên bàn hiện tại là nó đều có màu xanh dương các bạn ơi. Đó, xem nè. Đây, bánh Oreo, cái hộp có màu xanh dương đó. Ở đây có bánh que màu xanh dương, có sữa màu xanh dương và kể cả con Doraemon màu xanh dương luôn bạn ơi. Đó, nhìn hấp dẫn chưa nào. Đó, cây kẹo mút hình màu xanh dương luôn nè. Đó, nói chung là hôm nay bọn mình sẽ thực hiện một cái thử thách, đó chính là thử thách 24 giờ ăn tất cả đồ ăn màu xanh dương các bạn ơi. Đó, nghe hấp dẫn chưa nào. Đây, cái này ok. Cái này bật gì đây? À, cái này hả? Cái này bật rác mọi người à, không được ăn bật rồi. Rác mọi người ơi. Tào lao. Các bạn coi nè, các bạn biết cái này là cái gì không? Xin giới thiệu các bạn luôn nha. Cái này chính là cái bịch rác các bạn ơi. Đó, khi mà chúng ta ăn bánh kẹo xong á là chúng ta phải bỏ vào trong bịch rác, các bạn hiểu không? Để cho bảo vệ môi trường, các bạn hiểu không? Đó. Bịch rác cũng phải màu xanh dương nha các bạn. Hôm nay là tất cả mọi thứ đều là màu xanh dương hết bạn ơi. Đó, ngay cả là bọc rác cũng phải màu xanh dương luôn nữa. Ăn xong bỏ rác trong đây, bảo vệ môi trường là trên hết bạn ơi. Đó, ok ok. Đây, hôm nay không chỉ là chỉ có gọi là ba đứa mình không đâu, mà còn có sự góp mặt của gọi là bé gọi là gấu bông Phong Cận TV và bé gấu bông Mèo Simmy nè. Ok ok. Thì mấy bạn thấy hai bé gấu bông này có dễ thương không? Bạn nào muốn gọi là mua bé gấu bông này á thì đừng quên là kéo xuống dưới phần gọi là bình luận. Mình sẽ để link ở bên dưới nha. Ok ok. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa. Chúng ta cùng nhau bắt đầu vào thử thách 24 giờ ăn tất cả những món ăn màu xanh dương thế nào. Let's go. 1 hour later. Ok ok các bạn ơi, bây giờ mình đã đói bụng lắm luôn rồi. Bây giờ mình phải ăn thôi bạn ơi. Phải ăn thôi, đói bụng quá. Ăn gì hồi trừ không biết không. Bây giờ chúng ta sẽ ăn gì trước giờ ta? Oreo đi nha. Đây, hộp bánh Oreo bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ thử ăn Oreo nha. Ok ok. Mình sẽ mở cho bạn xem nè. Đây, bạn xem. Một cái hộp bánh Oreo màu xanh đó bạn ơi. À, ok. Chúng ta sẽ mở hộp bánh ra. Ui trời, chắc quá ta. Nó không mở lâu vậy. Nó chắc quá. Ơi à. Nè, coi nè, mọi người coi nè. Quá trời bánh Oreo bên trong luôn. Ôi mà. Mini. Ơi nhưng mà cái này nó nhỏ xíu các bạn ơi. Ôi. Sai. Wow 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 wow. Ok ok, để mình xem coi. Các bạn coi nè. Bé tí tẹo luôn à. Ôi, đây là gọi là bánh Oreo. Ok mọi người ăn đi, mọi người ăn đi. À. Ok ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn nha. 1 2 3. Ui, giòn, rất giòn. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Ê, nhưng mà tôi để ý nha, cái nhỏ này ăn nó ngon hơn hơn là cái to nhiều luôn á. Công nhận cái nhỏ ăn ngon hơn. Đúng rồi. Nhưng mà tôi coi trên quảng cáo á, thường thường á là người ta ăn bánh Oreo á là người ta phải có gì nè? Sữa đúng không? Phải có sữa đó. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sữa rồi bạn ơi. Đó. Một hộp sữa, một hộp sữa bò. Sữa bò này là sữa bò của Đà Lạt các bạn ơi. Đó. Đà Lạt nha. Màu xanh luôn nha các bạn. Bất cứ gì trên bàn này cũng phải là màu xanh hết. Ok. Bây giờ mình sẽ mở ra nè. Ui, cái hộp sữa này là phải cần có kéo bạn ơi. Không, có cái đường mở đúng không? Có đường mở nè, bây giờ mở theo đường mở nè. Không phải, cái này là mình để dùng kéo mình cắt theo cái đường này đó, hiểu không? Có ai có kéo không? Trợ lý cho lại. Trợ lý, lấy giúp cây kéo của cây dao này. Cây dao hồng á. Chậm chạp á. Nhanh lên, trừ lương giờ trợ lý. Chậm chạp vậy? Trừ lương nha. Màu hồng luôn á. Đấy mọi người thấy không? Ôi trời, bình tĩnh từ từ. Cái nha này nó hơi bị lạc tông về cái đồ ăn này không? Mấy cái bạn nhỏ nào khi xem video này á mà dưới 18 tuổi là không được nghịch dao nghe chưa? Không được nghịch dao nha, cần phải mở cái gì là phải nhờ ba mẹ nghe chưa? Ok. Bây giờ mình sẽ mở nó ra nè. Đó, cười nó ra. Đấy. Tôi nghĩ nó không có đổ đâu, nó cái hộp này nó chắc lắm. Ui. Ui tôi sợ nó vào tay quá, sợ đứt tay quá. Ê, đó, ok ok. Giờ mở ra nè. Ok, cắt xong rồi đây. Giờ con dao để đâu? Không được để con dao trên bàn nha bạn, rất là nguy hiểm. Chúng ta sẽ ghim bên đầu Doraemon. Cái gì vậy? Đây là nó bị
18 cộng không được. Đó. Ủa chứ để đâu? Để đây giống lại. Ok đó. Ok. Không sao, mình tính để đây mà Sammy bỏ cho khác. Ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đổ sữa đó thôi bạn ơi. Sữa màu xanh, không biết bên trong sữa nó có màu xanh cho thiệt không đây. À không, sữa màu trắng bạn ạ. Màu xanh gì? Sữa đó mà màu xanh chắc nó sẽ gọi là không uống được đâu bạn ạ. À, rất nhiều sữa luôn. Ok. Để đây nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lấy bánh Oreo chấm sữa thôi nha các bạn. Ok bánh ok. Bánh Oreo siêu bé tí hả? À, ôi trời ơi. Khó quá. Lấy quá. Tại nó nhỏ quá bạn, không lấy được. Ok, xem lấy đi. Sao nè? Nhỏ xíu luôn á. Hình như là xoáy gì cơ. Ok. Xoay bánh nếm kem. Đó, chấm sữa. Xíu à. Chấm sữa rồi. Ok. Ăn bánh Oreo. Ừ. Trời ơi. Ngon nha. Sữa lạc quá à. Không thử thêm mùi sữa. Bây giờ bây giờ mình sẽ thử cái sữa này xem cho như thế nào nha bạn. Sữa Đà Lạt nè. Cái sữa này á mình thấy nó không có được thơm mấy bạn ơi. Mình nghe giống như là cái nước nó trộn chung với đường á, không có được cái mùi sữa thơm thơm. Nước đường là sao? Thật hả? Tôi không biết nữa nhưng mà cái sữa này tôi uống vô á tôi không có nghe được cái mùi sữa. Không nghe được cái mùi sữa các bạn ạ. À. Rồi. Ok. Rồi. Sữa coi như là hơi không nhưng mà nói chung thì cũng ngon, nói chung là uống cũng được. À ok. Không quá xuất sắc nhưng mà uống vẫn rất là được. Số 1. Ok. Rồi, bây giờ tới gì ta? Tới Doraemon đi các bạn. Doraemon à. Doraemon luôn. Rất là đẹp cho mọi người ơi, thật sự Doraemon rất là cưng. Ok, và bây giờ chúng ta làm gì? Bẻ cái đầu nó. Ôi. Cái gì trong đây vậy? Doraemon mẹ để ra Doraemon con. Trong con Doraemon này có những con Doraemon rất là nhỏ bạn ơi. Trời, để ba đứa con nha. Đây. Đây các bạn coi nè, anh camera quay vào đây. Đó, ba bé Doraemon siêu to siêu đây nhỏ. Là mẹ đó. Nè. À, hai đứa con mà em. Đúng rồi. Đấy. Ok. Mà nhau mở ra nào. Ở trong đây là cái gì ta? Không biết cái gì trong đây nha. Để mình xem thử xem. Cái dao. Không cần. Cái này lọt được mà. Ui. Wow. Ok. Rau câu. Rau câu các bạn ơi. Wow, coi nè. Rau câu nha, quá trời rau câu hôm nay luôn. Đó. Ui, rau câu màu tím. Cay em, rau câu cay em mọi người. Ô, mình được rau câu Doraemon nè. Tôi muốn rau câu Shizuka. Shizuka được gì? Tôi được Doraemon nè. Shizuka cũng được Doraemon. Rau câu Shizuka đâu? Đây là Seiko bạn ơi, Seiko nè. Không à. Có Shizuka, trời ơi. Không có Shizuka rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử ăn thử nha, để mình xem coi. Mình thấy cái màu tím này rất là thơm luôn bạn ơi. Mình nghĩ cái màu tím này chắc là nho nè. Mình sẽ thử ăn trước nha. Ok, Phong ăn trước nha. Ok. Ok. Mở nè. Trợ lý đâu? Lấy giúp cái muỗng coi, trợ lý. Nhanh lên. Trời ơi, cái muỗng. Nè, muỗng nè. Lấy giùm trợ lý. Ê. Ui. Rồi xong dơ tay mất tiêu rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau lấy khăn giấy màu xanh. Khăn giấy màu xanh này. Uống nước rồi hả? Tất cả mọi thứ đều có màu xanh nha. Khăn giấy cũng có màu xanh nha bạn. Thôi đi, tôi lột cái này. Lột cho tôi. Rồi. Ok, rồi. Cảm ơn trợ lý rất nhiều. Đã có muỗng. Ok. Rồi chúng ta còn con dao thôi. Cho muỗng con dao đi. Mở bằng dao cho dễ. Trời ơi, gì mà ăn rau câu bằng dao? Gì vậy? Không, mở ra. Thôi. Nghệ thuật chưa các bạn? Đó, mở ra. Nghệ thuật gì bài nhầy hết. Các bạn chậu ra ăn cho rồi, khổ ghê, tôi cũng lột ra luôn nè. Lột ra cho khỏe. Xin ăn màu gì vậy? Ăn màu đỏ. Ủa, có muỗng gì xin đi. Nè, ăn em đi. Rồi vậy là Phong ăn màu tím, xin màu đỏ. Còn Sam sẽ ăn màu xanh lá cây. Thì Sam nghĩ là đây là màu của nho. Nho xanh ý. Nho á. Ui. Em nghĩ là mùi ổi á. Không, gì đâu ổi, tôi nghĩ cái này là mùi táo xanh, mùi táo. Cái này màu vàng chắc chắn là bị xoài đó bạn. Ok. Rồi, thì chúng ta sẽ cùng nhau ăn thử nha. Ok. Múc vào đây. Ồ. Vị táo đúng rồi không? Vị táo đúng rồi. Đó rồi. Ôi ngon. Ok, bây giờ chúng ta đã thử xong được món gọi là rau câu Doraemon bạn ơi. Ok. Cảm ơn em Doraemon nha. Bây giờ em hãy ngồi một bên đi để anh thử món khác. Để tôi tiết kiệm tiền. Ok rồi, lấy luôn. Cho mọi người rất là tiện lợi luôn. Ok, cái này của Sam. Lấy đi, ok. Rồi, chúng ta cùng nhau gom rác này bỏ vào trong cái bao rác nào. Sim ơi, cái bao rác đâu rồi? Cái bao đó. Rác màu xanh nha. Đó, đó bỏ vào đây. Nhớ là ăn xong là phải bỏ vào thùng rác nha. Đúng rồi, bảo vệ môi trường nha bạn. Rồi, cái này cất lại đi. Cất lại bên. Ok. Rồi.
Rồi, chúng ta đã gọi là ăn xong gọi là mấy món này rồi các bạn ơi. Ok, bây giờ chúng ta đã ăn xong được bao nhiêu món này nè? Ba món hả? Ok, 3 món rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử qua món tiếp theo là món gì ta? Bánh nè, hoặc là kẹo nè, đấy là kẹo đúng không? Kẹo hả? Ôi, tôi thấy có cái hộp này nhìn hấp dẫn quá nè. Hộp gì? Nè, cái hộp này là hộp thịt mấy bạn ơi. Đây. Hả? Thịt luôn. Thịt, hộp thịt. Nhưng mà biết tại sao tôi lại chọn mua nó không? Bởi vì nó màu xanh, đúng rồi. Màu xanh, đúng không các bạn? Hộp thịt này nó có màu xanh thì tất nhiên là chúng ta phải mua nó rồi à. Ăn bất cứ mọi thứ có màu xanh mà, đúng không? Thì okay. Chứ bây giờ tôi thấy bây giờ mình sẽ thử mình khui ra. Trời ơi, tôi nhớ là quay những video màu xanh là thường ăn con vặt, không ai ăn thịt trời. Thịt ăn, miễn nó có màu xanh thì tôi mua thôi. Kỳ quá mọi người ơi. Ok, mấy bạn xem nè, mình mở ra nè. Ồ, ok. Cái này là nó có chỗ cho mình khui sẵn rồi. Ôi, các bạn coi nè. Kinh dị quá à. Mình nghe cái mùi của nó cũng thơm các bạn ơi, nhưng mà không biết có ngon hay không đây. Cơm chứ sao không đem cơm lên ăn luôn. Không sao, không sao. Chúng ta sẽ thử nào. Đây, mày hãy xem. Ngày chắc mùi rất là nồng luôn á. Ui, sao mà nó cứng ngắc à. Nó cứng ngắc à. Ok, ok. Tôi không có thử nha, tôi bỏ nha. Không, đã ăn, phải ăn chứ. Ba người quay với nhau phải ăn, hiểu không? Phải ăn. Ba người là phải ăn hết ba người, hiểu không? Đó, ok. Có sữa ở đây mà, lo gì, yên tâm. Mọi thấy trợ lý không mọi người? Trợ lý bắt đầu kiểu đâu có chạy giải rồi mọi người ơi. Trong khi đó tụi mình rất là ghê. Nè các bạn xem nè, bây giờ mình sẽ ăn thử cho bạn món thịt này nha. Mình thấy nó hơi kiểu gọi là bị dầm ra. Mình thấy nó hơi ghê nào á, nhưng mình sẽ thử nha. Ok. Thịt dầm. Nghe cái mùi giống cái mùi của cá ngừ á bạn. À, cá, cái này tôi không ăn được rồi, chết rồi. Cá, cái là cá này. Nguyên con cá kìa. Ừ, cái này là cá bạn ơi. Không ăn được rồi, tôi không ăn được rồi. Sammy bị dị ứng với cá nha các bạn, cho nên là Sammy không ăn được. Mình sẽ đưa cho Sammy ăn. Ăn đi. May quá, cái là cá vậy. Yên tâm, tôi chỉ lấy thịt của nó thôi, tôi không có lấy nước của nó. Ok. Ít nha, ít nha. Ok, lấy ít nè. Ok. Mọi người thấy nhìn một khuôn mặt rất là sức sống không? Được, thấy không? Ngon mà, đâu sao đâu. Hai chục cơm ăn đi. Cái này trộn chung với cơm ăn ngon bạn ơi, được. Bây giờ mình sẽ lấy thử, mình thấy lấy thử rau câu mình trộn chung với nhau. Tiếp theo. Còn đến kẹo dẻo mọi người thì mình rất thích kẹo dẻo. Xin với mình cực kỳ thích kẹo dẻo nên ăn kẹo dẻo đi. Hả? Kẹo hả? Ok, cũng được. Đây, kẹo màu xanh đó bạn ơi. Kẹo màu xanh nha. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra thử nha. Con sâu không à? Kẹo hình con sâu các bạn ơi. Các bạn coi nè, kẹo hình con sâu. Ui, 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 nó còn sống nè. Ui, ui, nó còn sống. Nó còn sống, nó còn sống. Ui, nó nhúc nhích nè. Ui, nó xem chừng. Cái gì vậy? Ui, ui. Ui, sao con dài vậy? Con tôi một xíu rồi. Nó được ngắn à, nè. Hả, con của tôi nó có thể keo giãn. Ồ. Ui. Ồ, ok, ok. Thì chúng ta sẽ cùng nhau ăn thử nha. Kẹo sâu các bạn ơi. Wow. Hình dạng khác nhau á. Cái này nó có mùi coca bạn ơi, ngon ghê á. Cái này là vị coca. Xem ăn đi. Wow. Ngon ơi là ngon luôn. Anh gây phim lại cho miếng nè, anh gây phim lại đây. Đút miếng. Không ăn hả? Không ăn hả? Ok. Anh gây phim không ăn các bạn ơi, anh gây phim chơi, anh gây phim không ăn. Ok. Không ăn tí nữa thèm được cái đầu nha. Ok. Quá ngon bạn ơi, thật sự rất là ngon luôn. Okay. Xuất sắc. Thì đấy, nên đáng như mặt ai mình á. Ghét ai trọi được á. Cái này mình ăn á, mình đang ăn ha. Chẳng hạn như mình thấy cái đứa mà mình ghét đi ngang qua, mình nắm mình trội nó. Sammy rất là thích kẹo dẻo cho nên mình sẽ đưa này cho Sammy. Đây. Ok. Rồi. Tiếp theo là gì ta? Ui. Sô-cô-la. Sô-cô-la bạn ơi. Đây. Sô-cô-la. Sô-cô-la nha. Sô-cô-la này là sô-cô-la hạnh nhân. Và có cả nho trong đó nữa. Wow, hấp dẫn thế. Mình sẽ mở ra thử nào. Ồ, khó quá ta. Trợ lý, dao đâu? Ok rồi. Ở đây. Đó, đừng ra. Mấy bạn nào mà đừng có dùng dao dùng kéo, đừng dùng dao nhân phong nha. Nguy hiểm lắm á. Rồi ok, mở ra nè. Bên trong này nó gói bằng một cái giấy bạc các bạn ơi. Hấp dẫn. Ok. Ta sẽ mở ra thử nè. Cắt ra nó khỏe nhỉ. Hình như nó bị gãy rồi. Ôi, tiếc quá vậy. Bị gãy mất tiêu rồi. Chắc mình cắt ra luôn á. Cắt ra hả? Không, từ từ để thử. Xé nó được. Bẻ được mà. Để tôi cắt ra. Để tôi. Không sao. Mở nó ra nè. Ôi. Rồi. Thôi chưa. Ôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình thấy được một thanh sô cô la to như thế này nè các bạn ơi. Xin với chị bẻ. Wow. Nó không to.
Ok, hai người này là con gái cho nên là sẽ ăn ít nha bạn. Còn mình thì con trai, mình rất là bụng bự, bụng của mình rất là bự cho nên mình sẽ ăn miếng to. Ok rồi, bẻ ra. Ok, đứt đôi rồi, thôi giỡn thôi. Cái này mình sẽ chừa lại cho anh quay phim với lại là trợ lý nha bạn. Chừa lại cho anh quay phim, trợ lý nè, ok. Hạnh nhân này mọi người ơi, đó nè, có hạnh nhân to chứ nè. Đâu, đâu? Đây, đó. Ồ, có hạnh nhân ở trong hả? Có cho khô không ta? Trời ơi. Béo dễ sợ các bạn ơi, ngọt, nó ngọt kìa đâu quá. Ăn cái này xong là mập lên 10kg luôn á. Thề luôn các bạn ơi. Ăn xong lăn nó không còn đi luôn. Trời ơi, chết rồi các bạn ơi, tôi đang giảm cân mà tôi ăn cái này là bảo đảm tôi mập lên cho coi nè. Trời ơi, chết rồi, cái mặt tôi bự lắm luôn rồi đó. Quá. Cái này ngon mà béo quá các bạn ơi. Ngon quá, ngon. À, cho dễ đi. Ok. Cái này ngon nhưng mà ăn nhiều thì sẽ rất là dễ bị ngán các bạn ơi, tại nó ngọt quá à. Ngọt ngay luôn á, tôi để qua đường nhiều không? Cái này mình nghĩ là con nít sẽ thích, còn bọn mình thì mình không thích nhiều. Tại vì sô cô la nó ngọt quá. Không thích nhiều lắm. Ok. Rồi. Giúp không sao đâu, mình lấy được cái. Rồi, chúng ta cùng nhau đến với món tiếp theo nha bạn. Món tiếp theo là gì ta? Nhâm 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 nhâm. Ồ. Kẹo mút siêu to khổng lồ. Wow. Ủa, cái này mà đánh người là sao? Cái này mà mình tức đứa nào hơn chẳng hạn như xong rồi. Thêm cái này là chết luôn không? Thôi. Ok rồi. Để bây giờ mình mở ra thử nha bạn. Đây. Ok. Đi xuống. Đi một đường xuống là được gì? Đó. Đi đường quyền. Đi đường quyền. Đấy. Ok. Rồi. Anh Steve giữ dao giúp em nha. Ok, mở ra. Ôi, mình thấy cái kẹo mà có thật to này ăn chắc là gọi là hư mồm đúng không? Ôi, nguyên cái kẹo này nha mà. Nó nổi đâu. Không nổi luôn á. To lắm luôn á, không nổi luôn á. Cái bánh còn ăn xong hư lan luôn á. Wow. Màu xanh nè. Ủa, bên ngoài màu xanh dương, bên trong màu xanh là sao? Lừa tên. Trời ơi. Lừa tên đúng không? Lừa tôi à? Siêu thị lừa mình rồi bạn ơi. Ok, rồi thôi rồi, không sao. Để đi. Xấu vậy? Bỏ cái bọc này xin. Bỏ mặt lên. Ok rồi. Phong chuyển sức mặt. Chúng ta cùng nhau mở bên trong ra nào. Bên đây nào. Ok. Bên trong cây kẹo siêu to khổng lồ là rất là nhiều kẹo luôn. Wow. Ôi trời ơi. Wow, mỗi người cây. Đó, phát mọi người cây. Đó, xem xàm cây với con này của tôi nha. Ok, tôi đem về nha. Ok, cái này của mình nha các bạn. Đem về. Giỡn thôi, giỡn thôi. Ok. Đúng rồi. Nhìn thôi, mình nhìn thôi nha. Cái này là có kẹo gì ta? Kẹo gọi là sô cô la nè, coca nè, kẹo bắp nè. Với lại cái này là kẹo táo nè. Wow, nhiều lắm bạn ơi. Thôi gắm lại cho đẹp đi Phong. Thôi bây giờ mình nãy mình ăn kẹo nhiều rồi, bây giờ mình ớn quá, mình không ăn kẹo đâu. Thôi ok, mình chỉ lấy ra. Tặng cho trợ lý đi. Ok, tặng trợ lý á, cho trợ lý cây kẹo á. Ok. Đó, trợ lý ăn đi, trợ lý. Đó. Cái này mình để để mình review thôi chứ mình không ăn đâu. Ăn cái này ngán các bạn ơi. Ngán quá, kẹo ngán quá. Ok. Bên đi cả đủ bây giờ. Ờ, để tôi uống, ok. Trời ơi, mặn bảo che vậy hả? Thì nó uống nhiều hả? Giờ thấy nó ngon. Ok. Rồi, hai món cuối cùng. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại hai món thôi bạn ơi, chính là bánh cá nè. Đó, bánh cá. Tôi không biết. Với lại là bánh que. Ok, bây giờ mình sẽ thử mở bánh cá ra trước nha. Mình sẽ mở nó ra nè. Ô, bên trong có một cái bịch nữa. Rồi, cái bánh này. Đúng rồi, mình đổ ở đây mà. Cái này là tuổi thơ của mình luôn nha các bạn. Trời ơi, ok. Đổ ra nè. Quá trời luôn. Còn cái mập trong vậy? Các bạn xem này. Hình con mực nè, con cá nè, con cua nè, có hết luôn. Đúng là hải sản nè. Đó, ok, chúng ta sẽ cùng nhau lấy ra ăn nè. Itadakimasu. Ok. Cái này là con gì vậy? Con gì kỳ vậy? Mặt trời hả? Sao biển. Sao biển kỳ đó. Ok. Ui, ăn ngon thật á. Ui. Mình là fan cuồng của món này mọi người ơi. Giờ mình nói thiệt với bạn nha. Cái hộp bánh này một mình ngồi ăn 10 hộp thôi mình cũng ăn hết nữa. Ngon ơi là ngon luôn. Ừ. Wow. Ui. Con gì ta? Quên rồi. Ừ. Wow. Bạn coi nè. Có con sao biển nè bạn. Đó, sao biển nè. Con cua. Ui. Ngon quá. Ê, ăn hồi qua chừng là không có clip luôn á. ăn riết rồi, ok. Thôi rồi, ăn từ từ thôi bạn ơi, giờ phải quay tiếp nè, quay tiếp. Ok. Món cuối cùng nha. Bánh que. Ok. Trời ơi, mẹ bằng sữa đúng không ơi, trời ơi, bánh cũng sữa.
mà sô cô la không có sự cái này ớ. Bánh này là bánh tâm sữa. Trời ơi, luôn á. Quay xong cái video này là ba đứa mình là mỗi đứa tăng lên thêm 100 kg. Là tụi mình không đi. Không lên đi. Không, mình sẽ lăn thôi chứ mình không lên nổi. Đi. Quá khỏe rồi. Ui. Đẹp vãi. Ok, mọi người lấy cây đi nào. Ta da. Cái bánh này cũng là cái bánh mà thời đi học mình rất là thích ăn luôn các bạn ơi. Bánh này lúc mình đi học ăn nhiều lắm nè. Xin lắm gì nhỉ? Xin lắm gì nhỉ? Ok. Múa đừng quyền. Múa đừng quyền. Rồi. Mở ra nè. Wow. Đây bạn coi nè. Rất là thơm, cực kỳ thơm mùi sữa nha. Ta da đó. Đã không? Ông ngửi thử đi, mùi sữa rất là thơm nha, thơm không kiểu ớn nha. Ngon, không ớn. Ngon gì đâu quá trời. Nó không bị ớn. Đúng rồi. Cái này ăn á, nó không có quá ngọt, nó hơi ngọt ngọt thôi, ăn rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ thử lấy mình chấm sữa. Gì nữa? Cái gì? Cái gì mình cũng lấy mình chấm sữa hết bạn ơi. Cái gì riết thì mình cũng lấy chấm sữa. Rồi. Mình bị nghiền chấm sữa rồi. Thôi mình chấm thôi. Mấy? Em bây giờ mới chấm nó được. Ừ, ok. Ui, ngon. Ngon thật sự. Được. Ngon. Không thấy ngon hả? Tôi thấy ngon mà. Bình thường, mình thấy rất là bình thường luôn ta. Ok bạn ơi. Thì hôm nay nè, mình đã cùng với lại là Simmy và Sammy bọn mình đã gọi là review xong hết tất cả những món ăn ở đây rồi bạn ơi. Đó, thì trong đây là mình thấy là món nào cũng ngon hết luôn á trời. Thật sự luôn là sau cái clip này là mình với Sam với Sim là sẽ bị tăng 100 kg. Tăng 100 kg luôn trời. Vì hy sinh mấy bạn rồi. Mấy bạn có nhiều bạn nói là anh Phong ơi review mấy cái này đi, thì mình đã cố gắng lên siêu thị mua thật nhiều đồ màu xanh cho mọi người. Bây giờ ăn dễ sợ luôn, bây giờ béo luôn mọi người ơi. Đó. Mấy bạn biết không, thật sự là trong thời gian này là mình đang giảm cân các bạn ơi. Nhưng mà vì mấy bạn, mình đã hy sinh vì mấy bạn cho nên là mình phải mua đồ ăn và mình review cho các bạn. Mình đã hy sinh vậy các bạn rồi, cho nên các bạn đừng quên là hãy nhớ vào nút subscribe, like và share video này, chia sẻ lên trên Facebook để ủng hộ cho mình nha các bạn. Ok ok. Ăn miếng nữa rồi, ngon lắm. Trời ơi. Béo lắm rồi. Ok. Và nếu như các bạn có những thử thách nào mới thì bạn đừng quên hãy bình luận ở bên dưới cho mình biết nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt.